Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và hôm nay là ngày 23 tháng 3 2019. Và bây giờ là đang là gần 8 rưỡi nha các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ, và tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu những sản phẩm cũ bên mình đang có. Và các bạn nhớ thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình, đăng ký kênh để theo vi dõi video mình giới thiệu sản phẩm điện thoại cũ tiếp theo. Và hôm nay trên tay mình đây là sản phẩm Oppo, con này là Oppo F1S nhé. Mình vừa mới về con này xong. Con này để mình xem là RAM bao nhiêu GB, bộ nhớ bao nhiêu GB nhá. Con này mình xem RAM, mình xem mình cho xem các bạn nó xem là RAM bao nhiêu con này dưới điện thoại. Con này của mình là RAM 3, bộ nhớ 32 nhá. Đấy nhá, con này là RAM 3 bộ nhớ, hình thức còn khá là ok. Mình đang bán với giá là dưới 2 triệu nha các bạn nhá. Con này là RAM 3 bộ nhớ 32 nhá. Sản phẩm đầu tiên mình là Oppo F1S nhá. Đây. Và sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 Plus này, mình đang bán với giá là hơn 3 triệu nha các bạn nhé. Máy bây giờ con này thì vân chân vân tay đầy đủ nhá. Máy bây giờ khá ok nhá. Máy bây giờ quá khá rẻ rồi các bạn ạ. Các bạn đi mua đâu điện thoại bây giờ quá rẻ. Và chiếc sản phẩm theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S này, thì con này thì mất vân tay nhá. Mình đang bán với giá 1.400.000 đồng nha các bạn nhé. Đây sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là ai, chiếc này là iPhone 6 này mình bán với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Hàng này là hàng 97-98%, hàng này là hàng lướt qua sử dụng đấy, nên là mình bán vì có giá như thế nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo con này là Oppo A57 thì con này trên tay mình là có vân tay nhé. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, và con này là máy nguyên zin nhé các bạn nhé, máy nguyên bản luôn các bạn. Mua hàng nhà mình yên tâm nên các bạn không phải lo về chất lượng hay những sản phẩm, hay là không thích các bạn có thể gửi lại mình cũng được, không sao cả, bên mình có nhận lại nếu mà chuẩn máy. Đây sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn chiếc Oppo A37 nhé. A37 này thì mình đang bán với giá hơn 1 triệu đồng, và cũng có là bên mình cũng có ship 3 miền nhé các bạn nhé, Bắc Trung Nam, bên chỗ nào mình ship nhé. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn đặt hàng ấy, thì các bạn đặt hàng hôm nay thì chắc phải thứ hai mình mới ship được, tại vì mai chủ nhật bên mình nghỉ rồi ạ. Với cả bên ship chắc là họ cũng ship không nhận ship ngày mai đâu, họ cũng nghỉ chủ nhật thôi, vì họ làm nhà nước mà. Mình không làm nhà nước đâu, nhưng mà mình mai là phụ thuộc vào họ thôi, nên mai chắc mình cũng ship hàng được. Các bạn đặt hàng hôm nay hoặc ngày mai các bạn đặt hàng thì chắc là thứ hai đầu tuần mình ship được nhá. Nếu mà ở xa gần chắc mất tầm 2-3 hôm đấy các bạn mới nhận được hàng. Và sản phẩm tiếp theo mình Oppo A7 này, A7 thì nhà mình đang còn 4-5 con cơ. A7 4-5 con mình đang bán với giá là hơn 1 triệu cho các bạn nhé. Đây Samsung tiếp theo, mình sản phẩm tiếp theo mình đang sử dụng Samsung, con này là Z7 Bright mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Và mình tiện thể mình gửi ở clip này, mình sẽ gửi đến cái bác của bác ở trong Hà Tĩnh số điện thoại 397. Và hôm nay thì cháu gọi cho bác nhưng mà bác không nghe máy, không thấy thuê bao. Gọi thuê bao thì bác có xem được clip của cháu thì bác nhớ gọi lại cho cháu chứ, để cháu xem hỏi xem là cái hôm qua bác đã đi nhận tiền họ bỏ thế nào, để nhận tiền họ bỏ thế nào. Nếu mà không được thì bác điện lại cho cháu để cháu mai cháu đi cháu lấy tiền để cháu gửi lại cho bác vào trong Hà Tĩnh nhé. Đấy, bác xem clip của cháu thì bác cứ nhớ lại gọi lại cho cháu nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu đây là chiếc này là chiếc Sony Z5. Z5 này hàng kem hiền chín của mình nhé, mình bán với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì gọi vào mạng, con này RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này nghe gọi vào mạng thì ok nhá, loa rất to. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn là chiếc Samsung A5 2016. Con sản phẩm này là hình thức này là đẹp nhá, đẹp 98% nha các bạn nhá. Hình thức là đẹp 98% nhá. Mình đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Đây ạ, các bạn quan tâm sản phẩm của mình, các bạn có thể là comment bên dưới dạng bài viết này, đăng ký kênh này, và inbox cho mình qua Zalo này hoặc là Facebook. Link Zalo Facebook mình đã chèn ở bên dưới, ở phần mô tả bên dưới rồi. Nên các bạn có thể quan tâm sản phẩm nào mình giới thiệu ngày hôm nay ấy, thì các bạn có thể là quan tâm cho mình qua hai phương pháp đấy, hoặc là alo cho mình trực tiếp nhé. Sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn chiếc iPhone 5. iPhone 5 mình đang bán với giá là mình đang có một con đen này. Con đen mình đang bán với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Còn iPhone 5 đen mình đang bán với giá 1 triệu đồng. Còn iPhone màu trắng này mình đang bán là 1.2 triệu nhé các bạn nhé. iPhone 5 hình thức quá đẹp, quá ok nhé. Còn iPhone 5 mình đang bán 1 triệu nhé.
Các bạn nào mà quan tâm đến hai sản phẩm này, các bạn có thể inbox cho mình qua inbox cho mình hoặc là cạc trực tiếp cho mình nhé. Đây ạ. Và đây mình còn chiếc Oppo A7, A7 mình bán với giá cũng hơn 1 triệu nhé. Và mình còn một con, mình còn 3-4 con cơ. Nên các bạn cần hàng gì các bạn yên tâm, các bạn cứ thể alo cho mình trực tiếp cho mình để mình nói chuyện cho nó dễ nhé. Hoặc inbox nhiều khi mình, hoặc các bạn nhắn tin nhiều, các bạn nhắn tin cho mình Zalo, nhưng mà nhiều khi mình bận công việc mình không trả lời được các bạn, cũng mong các bạn thông cảm cho mình. Và sản phẩm cuối cùng mình có là chiếc hai chiếc iPhone 4S và mình đang bán với giá là 600 nghìn một con. Còn sản phẩm mình cũng có còn hai con Xiaomi, một con Xiaomi Mi 3, Mi 3, Mi 4, mình đang bán với giá cũng hơn 1 triệu đồng, nhưng mà Sima 34 thì hai con đấy là full book nha các bạn nhé. Và các bạn quan tâm sản phẩm mình, các bạn có thể là cạc trực tiếp của mình qua số điện thoại của mình đã chèn ở cái phần giới thiệu nha các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và các bạn xem video giới thiệu sản phẩm của cả cũ tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ.